Trong tầm giá 400 triệu thì có ngay một em Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2019 các bạn nha. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một em nó rất là xinh tươi ngon nghẻ, mình vừa mới lấy về. Sâu hàng cho các bạn xem từng chi tiết đó, và giới thiệu luôn thì em nó 100% keo chỉ còn nguyên đấy, nước sơn thì sẽ còn đến hơn 90%, chỉ có sơn dặm lại cái má cản trước và má cản sau một xíu thôi. Về cái giá thì em sẽ để đến cuối video này mới spoil. Đầu tiên là về đăng kiểm, lấy về là đăng kiểm mới luôn nên các bác bây giờ tha hồ nha, một năm không cần phải đăng kiểm nữa. Động cơ về khung gầm test hãng 100%, không có bất kỳ một vấn đề gì hết, mọi thứ đang hoạt động rất là hoàn hảo các bác nhé. Và ốc cabo này nguyên bản chưa tháo, keo chỉ cabo còn nguyên luôn, chưa đụng. Đó. Xe thì được chủ cũ đã nâng cấp lên cái mặt ga lăng đồ chơi mới, nhìn khá là đẹp, và nâng cấp lên cả cặp đèn bi tăng sáng, rất là sáng luôn các bạn nhé. Và nó còn có cái mắt màu đỏ này, các bạn thấy chưa? Đấy. Về mâm lốp la răng cả bốn cái còn khá là đẹp, chưa có chảy xước sứt mẻ một tí nào luôn các bạn nha. Lốp còn dày luôn. Đó, và keo chỉ còn nguyên luôn. Cả bốn cánh cửa keo chỉ. Đó, nguyên hết. Đây, keo chỉ nguyên hết. Cốp sau này còn nguyên hết này, keo chỉ cốp sau nguyên bản luôn. Đây, lốp sơ cua chưa hạ luôn. Đây, lốp sơ cua này chưa hạ luôn này, các bác thấy chưa, còn nguyên luôn. Đó, xương này, cốp này, xương cốp này còn y nguyên luôn này. Đó, xe thì được bác chủ cũ có nâng cấp thêm cái giải đèn led ngang cốp sau này. Đó, liền luôn. Nâng cấp lên camera lùi luôn. Đó. Keo chỉ nè, còn nguyên nè. Keo chỉ còn nguyên nhé. Đó. Cửa trước nè. Keo chỉ còn nguyên luôn nè. Cái mã màu xanh này của Kia là cũng khá là hiếm đó. Này, xe số tự động. Đó, điều hòa hai vùng độc lập. Và xe được trang bị cả màn hình Android. Này, vô lăng đa phím bấm luôn. Đó, trang bị luôn cả camera hành trình này. Xe thì đã chạy 52.000 cây này. Đó, và hiện tại thì nó đang có báo hai cái lỗi nhẹ ở đây. Thì hai cái lỗi đó thì em Long sẽ sửa chữa và thay thế cái con cảm biến ở bánh sau này cho các bạn trước khi chuyển nhượng. Các bạn yên tâm về vấn đề em Long giao xe là sẽ ngon lành. Đó. Và vô lăng này, mình khoái cái vô lăng này. Tại vì sao? Nó có cruise control này. Đó. Có điều chỉnh reset các kiểu các thứ. Cửa gió điều hòa, tuabin máy bay. Đó, viền chrome rất là nhiều trong nội thất này. Nó giúp cái xe nó trở nên cứng cáp và sáng hơn, đẹp hơn này. Đó, chỉnh điện, gương gập. Đó, ghế chỉnh điện luôn. Đó, bóng hơi luôn. Bóng hơi lưng này. Bơm nè. Đó, bơm lên, xẹp xuống. Đó, ngồi rất là thích luôn, mát. Đó, cửa nóc nè, đã không? Đó. Như vậy là em Long vừa mới show hàng
chi tiết về em Kia Cerato phiên bản 1.6 AT Luxury 2019 cho các bác xem. Thì em Long đang chào bán em nó với mức giá 485 triệu và em Long sẽ miễn phí test hãng và miễn phí công chứng mua bán cho các bác trước khi chuyển nhượng. Và nếu như các bác cũng đang quan tâm đến dòng Kia Luxury 1.6 AT 2019 này thì xin mời các bác ghé qua địa chỉ 572 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc là liên hệ qua số điện thoại của em Long 0983777147 để trao đổi thêm. Mời các bác đến lái thử và trải nghiệm em nó nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em Long xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.